Chào mừng các bạn đã quay trở lại với DVC Channel, mình là Amika đây. Như đã hứa, mình sẽ có một video test game với em Dell Inspiron 7560 này. Với một chiếc laptop Inspiron có cạc rờ thì tại sao không làm test hiệu năng chứ, đúng không nào? Để xem rằng ở thời điểm hiện tại em này nó có bao nhiêu điểm trên PC Mac 10, Cinebench R23 cũng như là chơi tựa game Liên Minh Huyền Thoại nó có mượt mà ở thời điểm hiện tại hay không. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào luôn các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với app Cinebench R23 các bạn nhé. Ở đây thì với con chip Core i7-7500U này, đây là một cái dòng chip tiết kiệm điện năng thôi. Điểm số của nó sẽ là 830 điểm cho single core, tức là đơn nhân các bạn nhé. Còn đây là đa nhân này. Đa nhân thì chúng ta sẽ có điểm số nói chung là nó hơi trên đó. Thì tất nhiên là phải trên rồi. Nếu mà so ngang với lại những cái dòng mà tiết kiệm điện mới bây giờ của Core i7 ấy, thì chúng ta sẽ thấy thế hệ 11 nó sẽ trên là phải gọi là gần gấp đôi, hơn gấp đôi so với lại dòng Intel U cũ này. Ở đây chúng ta có thể thấy rằng là Core i7-7500U nó sẽ có điểm số là chỉ khoảng 1700 thôi, không có thật sự là quá ấn tượng đâu ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên là để mà cân bằng được cái phần hiệu suất cho ra và tiết kiệm điện năng thì hiệu suất nó phải đảm bảo ở ngưỡng nó phải thấp hơn so với lại những con chip mà nó sẵn sàng nó bung hiệu năng hết cỡ để nó đánh đổi lại cái phần pin, đúng không nào? Chuyển sang PC Mac 10 thì chúng ta có thể thấy được rằng là tổng điểm của nó sẽ là 2733 điểm. Nói chung nó cũng là một cái điểm số nó khá là basic, tức là nó bình thường, nó cũng không phải là quá hơn 3000 thì mình mới thấy bắt đầu có những cái gì đó gọi là nó xịn sò. Còn đối với lại em tầm khoảng 2700 như thế này thì nó cũng chỉ đáp ứng đủ được với những cái nhu cầu ở thời điểm hiện tại như là chơi Liên Minh Huyền Thoại cái thứ này kia. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chơi thử là để xem cái cạc rời của em này nó hoạt động hiệu quả hay không các bạn nhé. A few moments later. Nói chung là với cái mức đồ họa của em này, mình thấy rằng là chơi ở cái mức FPS dao động tầm khoảng 60 đồ họa trung bình là hợp lý. Đồ họa mình đang để đây. Đấy, medium thôi. Không thật sự là mượt lắm. Reality. An enemy has been slain.
Để mà có thể chơi mượt được nhất thì các bạn sẽ phải là tích vào cái mục này này. Đấy. Cái mục này thì nó sẽ tối ưu cái theo hiệu năng của chúng ta, tối ưu đồ họ theo hiệu năng của chúng ta. Từ đó FPS nó luôn luôn giữ ở mức là 60 như thế này. Đấy. Chứ còn không thì các bạn, kể cả các bạn chơi, các bạn để ở cái mức là medium thì nó vẫn không có mượt được đâu. Khi mà tích hợp về cái mức này rồi thì mình thấy là đồ họa cũng không quá xấu, vẫn cực kỳ ngon lành. One hour later. Mạng của mình nó đang không được ổn định lắm các bạn à. Nó có bị delay thôi. Mạng bây giờ mới về 30 này, nãy giờ là toàn 60-70. Nó có bị delay một nhịp khá là khó chịu. Ok. Tổng kết thì như các bạn có thể thấy, tức là khi mà chúng ta để ở mức đồ họa tự động, nó sẽ tối ưu theo cái hiệu năng của con này. Tất nhiên đồ họa nó sẽ bị giảm một tí. Nếu như các bạn để mức đồ họa trung bình thì vẫn chưa có thể nào chơi được mượt mà ở 60fps. Nên khi mà nó giảm xuống một tí nữa thì mình thấy rằng là mặc dù giảm nhé, nhưng mà đồ họa vẫn rất là đẹp. Đấy, thì mình thấy rằng là trải nghiệm nó hoàn toàn mượt mà và FPS nó đứng nguyên ở mức 60 luôn. Như thế là một trải nghiệm mình đánh giá rất cao cho cái chiếc máy này ở thời điểm hiện tại. Thật ra thì đồ họa của Liên Minh Huyền Thoại ở thời điểm hiện tại nó cũng phải gọi là nặng rồi, chứ nó không còn nhẹ như trước nữa đâu. Nên nhiều bạn đừng có làm tưởng rằng là như thế là mấy cái con máy như thế này nó sẽ chơi được max setting, nghe có cạc trời cái thứ này kia đấy. Nhưng mà cũng không hẳn đâu các bạn nhé, phải trải nghiệm thực tế thì mới biết được. Và đó cũng là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.